Điểm tin Liên minh Huyền thoại ngày 31 tháng 5, Doin B nói không với RNG, T1 còn được đánh giá cao tại LCK mùa hè 2023. Ngày 31 tháng 5, dưới Liên minh Huyền thoại có những thông tin gì đáng chú ý? Doin B nói không với RNG. Gần đây, Doin B mời caster LPL Miller đến nhà và cùng tham gia livestream. Ở đây, cựu sao LNG đã chia sẻ về bản thân trong mùa chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Doin B vẫn nhận được lời đề nghị cố gắng trở lại sàn đấu, nhưng cuối cùng kết quả không như mong muốn. Cụ thể, RNG đã đến tìm Doin B. Đáng nói hơn, đại diện Hoàng gia hy vọng người cũ FPS ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên. Xong, Doin B quyết định từ chối. RNG gửi lời mời đến tôi để thành huấn luyện viên. Điều này cũng được tính đúng không? Nhưng tôi nghĩ bản thân muốn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp. Ngoài ra, theo Doin B, anh có nói chuyện với BLG trong suốt phiên chợ hè 2023. Nhưng ở BLG hiện tại còn có Yagao. Nhiều khả năng cả hai phải thay nhau thi đấu. Với cá tính của Doin B, anh hoàn toàn không phù hợp để làm chuyện này. T1 còn được đánh giá cao tại LCK mùa hè 2023. Sau LPL, LCK mùa hè 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 7 tháng 6. Nhưng hiện tại, tình hình phía Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc có vẻ yên ắng. Vừa qua, khu vực gây sốt khi công bố danh sách dự Asian Games 2023. Theo đó, cổ động viên đều dồn sự tập trung để bàn tán về những nhân tố đến Hàng Châu, Trung Quốc. Với cục diện hiện tại, LCK mùa hè 2023 không còn ảnh hưởng nhiều đến dàn tuyển thủ. Về mặt lý thuyết, họ chơi hay, giờ cũng chẳng còn cơ hội để vào đội tuyển quốc gia. Song, các đại diện vẫn có chung kết thế giới cuối 2023 để cố gắng. Vì thế, cuộc chiến sắp tới hứa hẹn khốc liệt chẳng kém giải mùa xuân. Hiện tại, tâm điểm của giới Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc tiếp tục đổ dồn vào T1, Genji, HLE, KT và DK. Sau vài tháng nghỉ ngơi, cổ động viên đặt hy vọng cho màn trở lại từ HLE, KT lẫn DK. Trong khi T1 và Genji thì một lời khó nói. Hai đội đều chơi không tốt tại MSI 2023. Genji với ngôi vương LCK mùa xuân 2023 hiển nhiên vẫn nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch hàng đầu. Còn T1, đội vướng phải nhiều nghi ngờ về phong độ và vấn đề về tâm lý. Nhưng còn Faker, Kumayushi hay Kiera, đội tiếp tục được đánh giá cao. Chỉ là tất cả rất quan ngại rớt về nhì, mãi ám quải lên T1 ở chặng đường tới. FPX từng nằm trong nhóm tứ hoàng của LPL. Nói đúng hơn, đội tiên phong cho thế lực mới, bành trướng sức mạnh trong giới Liên minh Huyền thoại. Họ có kim chủ giàu có, được xây dựng bài bản và gặt hái hàng loạt thành công từ quốc nội đến quốc tế. Nhưng sau 2021, FPX sa sút nghiêm trọng. Từ tiểu phượng hoàng kiêu hùng, giờ đây đội chỉ còn lại sự nghèo nàn, tù túng. Theo truyền thông Trung Quốc, kim chủ đã hết tiền chi trả cho FPX. Đồng thời, chính LWX cũng xác nhận họ đang trong tình cảnh khó khăn. Theo anh, FPX đã chuyển ra khỏi Gaming House ở Thượng Hải và đến một phòng tập gần núi. Nói đúng hơn, môi trường hiện tại với tuyển thủ chẳng khác nào tiệm net. Gaming House mới không gần bệnh viện lớn, không thuận tiện đặt đồ ăn và nhiều vấn đề khác. Sau tất cả, với cục diện này, FPX liệu có sắp bị xóa tên khỏi LPL? The Shy đang chịu áp lực lớn trước LPL mùa hè 2023. Từ sau Danny đến WBG và trở thành huấn luyện viên trưởng, The Shy luôn nhận về nhiều bàn tán. Nhiều ý kiến lo lắng cho tương lai của ngôi sao người Hàn Quốc, nhưng cũng có cổ động viên tin rằng Danny sẽ giúp The Shy tốt hơn. Để rồi, trước giải mùa hè 2023, theo truyền thông Trung Quốc, The Shy đang chịu áp lực rất lớn. Bởi lẽ WBG đang thắt chặt bàn ghế huấn luyện, đội sẽ có đến 5 huấn luyện viên trên mọi khía cạnh để dẫn dắt dàn sao trên chặng đường mới. Vì thế, tuyển thủ phải nghiêm túc thi đấu, nỗ lực hơn và không còn xem bản thân lớn hơn đội nhà. Và The Shy cần thay đổi, cố gắng cải thiện phong độ nếu muốn tiếp tục tồn tại ở WBG. Công bố bảng đấu Liên minh Huyền thoại ở giải Road to Asian Games 2022. Mới đây, ban tổ chức Road to Asian Games 2022 đã công bố thể thức thi đấu. Theo đó, các quốc gia sẽ đối đầu với nhau trong nhóm những khu vực được phân chia. Thành tích được đánh giá và xếp hạng trong từng bảng đấu. Đội tuyển quốc gia Liên minh Huyền thoại Việt Nam nằm ở bảng đấu Đông Nam Á. Những đối thủ của Việt Nam bao gồm Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippines và Myanmar. Đây được xem như thử thách không quá khó khăn với đoàn quân của SOP. Bởi lẽ, những đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Bắc Trung Hoa đều nằm ở bảng khác.